là nó là 1.5 luôn rồi. Hình như nhớ 1.5 gắn của 1.65 thôi, cho nó là 1.5. Nếp nó nhẹ hơn lúa không anh? Hai nặng cũng như nhau à? Như nhau không? Nếp này nó lại nặng hơn. Nặng hơn à? Trời ơi, da nhìn 10 anh ha, 10 mấy anh. Rồi, 10 mấy luôn. 16, 12 à, 12, 13 vậy. Rồi, Vũ mới chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở trên tour 2 các bạn. Hôm nay mình gặp lại chiếc 165. Quay chiếc 165 này kéo lúa cho các bạn xem chơi nha. Một sáu năm đi ra vỏ lớn nữa ha, 18-30 luôn. A4 248 ha. Này máy này 165 mà hình như chiếc này là nó là 185 luôn rồi. Hình như nhớ 185 gắn tem của 165. Ủa phải không, chiếc này hình như là 185 gắn tem 165 rồi phải không? Chiếc này 185 rồi phải không? 185 mà tại vì dán tem của 165 thôi cho nó là 185. Xe xài tới giờ máy còn khô ráo kìa. Giờ chạy tuốt đầu trên hả? Tuốt đầu trên đi xuống hả? Muốn lấy đâu lấy à? Dễ chịu lắm. Lấy xuống ha. Lúa này thì mình thấy cũng thưa ha các bạn, nhưng mà anh nói một thông cũng 10 bao được ha. Chỉ là 185 nha, hồi đó mình quay thông chở cũng mấy lần. Mà chiều cái mùa vụ kia á, vụ lúa mùa á, vụ nó chở nó im hơn vụ này. Thì vụ này đất nó khô quá. Vụ này đất khô quá nên không có lên ga lớn đâu được, tung bánh đâu. Mình zoom cao quá mình đi nó bị giật ha. Zoom cao quá đi bị giật. Đây thì số 2 này thì có một hai đám nữa là xong hết luôn các bạn. Số 2 năm nay làm lúa ít lắm. Ở dưới hai người, ở dưới ba người trên hai người, anh bị lại là ba người dưới ha, ba người dưới hai người trên. Lội lên xa quá. Vậy là sáu anh đi lên. Lên đông luôn hả? Lên đông làm nhanh. Bao lâu mới gặp lại phong ta? Dạ. Bao lâu mới gặp lại cưng? Lấy vụ lúa sao nữa? Quay là hổm rồi á, hình như là cả hơn nửa năm anh mới gặp cưng á. Vụ này ít lúa, vụ sao mới nhiều. Đúng rồi. Dù sao kéo mới phê. Nếp à? Nè nếp các bạn ơi. Để nhắm tới. Đằng máy rồi, máy còn khô ráo sạch sẽ ha.
Nếp nó nhẹ hơn lúa không anh? Hai nặng cũng như nhau à? Như nhau phải không? Nếp này nó ăn nặng hơn. Nặng hơn à? À. Trời ơi, ra như 10 anh ha, mười mấy anh. Rồi, mười mấy luôn. 16, 12, 12, 13 gì đây. Ở dưới đông quá mà trên có hai người là chết chắc luôn á. Đây luôn thầy. Đây đây các bạn. Ê chạy. Cái bao đó lụm gốc. Dễ à, đang quay YouTube chị ơi. Đủ quá. Cái nồng vậy đó. Rồi tới. Rồi qua bờ. Còn mấy bao nữa là xong rồi. Cái bao nó xuống đầu dưới. Ồ, ở đây có đám lúa mới xả lại xong rồi nè. Mới xả lại xong rồi. Mười mấy người dắt nhanh chơi. Có quay người rồi. Quay người rồi. Quay nãy giờ rồi chứ. Chạy tới đưa đít vô đây nè. Nghỉ mệt nè. Rồi, xuống đầu dưới. Xuống dưới hay các bạn, xuống dưới mấy chắc phải lâu nữa. Mùa này vụ này trên đây làm lúa rất là ít. Tại vì vụ này trên đây anh em trồng bắp nhiều ha. Trồng bắp nhiều. Nó có hàng bình bát. Hàng đó không có trái. Trái còn sống không à. Vô mùa mưa các bạn, vô mùa mưa á. Vô mùa mưa là trái. Trái chín rất là nhiều luôn. Cả tháng 5, tháng 6 á, trái chín dữ dằn. Giờ đây người tới. Đây vô đó gần sát bên mà chạy nhanh. Vô cây xăng. Mọt này mọt có tia nha các bạn. Ben nha. Vô chậu giác xuống hay là ben xuống? Dạ
sao? Chơi sao dám ben phải không? Ben ben đấy mùa ben của mày ơi, tăng bao của mày. Rồi dưới cái bào đó. Đông người giác quá làm rối. Nắng nắng có gió gió còn đỡ chút nha. Không có gió là thả không nổi luôn. Không đủ nếp để giác luôn, giác sẵn trước luôn. Rồi xong rồi, xe chuẩn bị lên. Ôi nắng quá. Rồi chưa thảo đâu. Bà thấy vui không? À, chụp tấm làm kỷ niệm thôi. Mười mấy người giá rất là nhanh luôn. Mình tính lại tính lúa cho ai dành nếp không các bạn. Quá nắng rồi. Xe này là cày sới luôn nha các bạn, cày sới chở kéo chở lúa luôn. Xe này mình không có thấy kéo củ mì nhưng mà kéo lúa nha. Kéo lúa với cày sới. Bye bye, bạn nha.